Tin giáo phận Phú Cường Thánh lễ truyền chức phó tế Thánh lễ truyền chức phó tế cho bảy thầy chủng sinh được tổ chức vào sáng thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại nguyện đường của trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường do Đức giáo mục Du Xe Nguyễn Tấn Tước giáo mục giáo phận Phú Cường chủ sự Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu tổng đại diện giáo phận Phú Cường chánh xứ giáo xứ Búng cha Doan Bautista Phạm Quý Trọng đặc trách ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường, Cha Tôn Hà Văn Minh, hạt trưởng giáo hạt Phú Cường, chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa cùng quý cha trong tòa giáo mục. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vì thế thánh lễ được diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, địa điểm cử hành được dời về trung tâm mục vụ thay vì nhà thờ Chánh Tòa giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ cùng quý tân chức không có sự tham dự của quý thân nhân, ân nhân mà chỉ có quý cha và cộng đoàn tòa giáo mục Phú Cường. Điều này làm cho thành phần tham dự thánh lễ có phần hạn chế. Thế nhưng, trong tâm tình đầu lễ, Đức Cha Du Xe gợi lên đây chính là cơ hội để mọi người nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong thời đại này và suy xét xem đâu là những giá trị cốt lõi thực sự để nắm bắt lấy. Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ được nhấn mạnh vào việc tuyển chọn và sai đi, cũng như đề cập đến vai trò của người lãnh đạo đức tin Bài đọc trong sách dân số cho thấy chính Thiên Chúa tuyển chọn những người lo việc phụng tự và phục vụ dân thánh. Đó là hình ảnh báo trước. Tình thương của Thiên Chúa dành cho những ai và Ngài đã tuyển chọn phục vụ dân thánh Ngài. Bài chính sách công vụ tông đồ cho thấy dưới sự hướng dẫn của nhóm 12, Hội Thánh đã chọn 7 phó tế đầu tiên là những người có tiếng tốt, khôn ngoan và được tông đồ cắt đặt chăm sóc cho các nhu cầu của Hội Thánh. Sứ điệp tin mừng cũng hướng dẫn các tiến chức là nhà lãnh đạo đức tin trong tương lai, hãy noi gương sáng tinh thần của Chúa Giêsu đến để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nghi thức truyền chức được cử hành ngay sau phần phụng vụ lời Chúa. Sau bài huấn từ dành cho quý tân chức, Đức Cha nhắn nhủ đến các tân chức trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này là cơ hội để từng người suy nghĩ kỹ hơn, chọn lựa đúng đắn hơn thánh ý của Thiên Chúa của mọi người. Ngang qua điều kiện giới hạn này, các thầy có thể thấu hiểu và trở nên những người nghèo để có thể gần gũi hơn đối với những người nghèo, những người bị bỏ rơi mà các thầy được mời gọi phục vụ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các thầy tập luyện và đưa ra các quyết định liên quan đến thánh ý của Thiên Chúa cũng như rút tỉa những điều cốt lõi thật sự chứ không phải những điều tùy thuộc trong đời sống của mình. Trước khi nhận phép lành cuối lễ từ vị cha chung Quý thầy phó tế đã bày tỏ những tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức Cha Du Xe. Quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và dìu dắt quý thầy trên bước đường ơn gọi đã qua. Đồng thời xin tất cả mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện để quý thầy vững bước và nên giống Chúa Giêsu hơn nữa trên hành trình sứ vụ sắp tới. Thánh lễ kết thúc trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa.